Hôm nay tiếp tục là mới về thêm một con nha. Con này hôm trước thì mình cũng chưa có quay, quay trong cái clip trước nè. Ốc toán mới tin luôn rồi. Đó, Isaki Bit 88 thì con này nó tương tự giống như Maxay 3065 nha mọi người. Đó, hai cầu. Số cơ bên điện, số cơ nhưng mà khi mà chuyển tầng từ tầng chậm qua tầng nhanh là nó là bán điện nha. Đó, nó xài hệ chuyển đổi thỏ rùa nó bằng kích điện. Đó. Con này là đẹp long lanh luôn, long lanh luôn. Vỏ là bốn cái vỏ trên xe là chưa chạy luôn nha. Đó, rất đẹp. Vỏ sau là nó đi 420 85 34. Cực kỳ mới luôn rồi. À, nó sơn phủ với lại các bạn, nó có một cái gầu xúc. Gầu xúc này thì cực kỳ là cao luôn. Đó, hộp số của nó thì là hai cần đây. Đó, hai cần. Chuyển đổi nhanh chậm thì con này mình cũng có quay những cái clip trước mà của dòng Maxay 3060 nữa, thì mọi người xem những cái clip đó thì mọi người cũng biết hộp số nó sẽ ăn trực tiếp xuống đây. Đó, ống nhớt, ống đồ, ống gió nữa, mới tin luôn rồi. Mới vừa về thì mình mới vừa cho rửa sơ, tại vì cái bãi nó đang bị dơ quá, mình không có rửa sạch, rửa bánh xe chạy ra nữa là nó cũng dơ nữa. Số nó sẽ ăn trực tiếp vào đây, đằng nhanh chậm tiến lùi. Đó, nằm sẽ nằm hai cần này. Đó, cực kỳ là dễ chạy, dễ xài mọi người. Còn những cái cục biến trở mà chuyển tầng thì nó sẽ nằm bên trong cái nắp này. Đó. Mai mình sẽ quay hoặc là chỉ rõ, gọi Zalo mình chỉ cho mọi người xem được là nó như thế nào. Còn cái hệ thống cầu thì Isaki thì nó đặc trưng nó sẽ là cầu Isaki, nhưng mà từ phần cái động cơ và hộp số thì nó sẽ là MF nha. Nó gọi là con lai mình mua bản quyền nha mọi người. Gọi là nhãn hiệu Isaki người ta mua bản quyền. Vỏ trước của nó là chạy vỏ 1280, 280 85 24. 280 thì nó đâu đó nó khoảng 11 nha. 11 hoặc 12 24, 11 24, 11 24 đây. 11 24. Con này đẹp long lanh mọi người. Từng chi tiết nè, lóc lạnh rồi mới tin luôn rồi. Đó, co ống nè. Mình mới vừa tháo ra mình xịt sơ thôi, mình thấy đẹp quá mình quay cho mọi người xem luôn. Đó, con này ở đó mới có 1K9 nè. 9 giờ rất là đẹp. Vỏ sau là còn ra gió luôn mà, rất là mới. 420 thì thường là 420, để mình xem thử là nó có bao nhiêu 34 nha. 16934 là 420. Mã của châu Âu thì nó là 420 8534. Đó, ốc tán là rin theo xe 7 màu rồi, rất là đẹp. Con này sử dụng cái động cơ là 4 máy turbo thì nó khoảng công suất nó khoảng 95 HP nha. 95 HP rồi. Thống máy này cực kỳ đầy đẹp, để mình trèo lên mình quay cho mọi người xem. Từng tới từng con ốc gầu mà nó còn mới tin luôn rồi. Đó. Tại vì bây giờ trời nó hơi tối rồi, 6 giờ rồi. 6 giờ mình mới vừa rửa xong là mình quay cho mọi người xem luôn. Vì nó thấy nó quá đẹp. Còn cái đây thì hiện tại là mình đang đặt một cái bầu bô inox khác. Tại bầu bô này nó hàng xấu quá. Nó bị lủng, bị chảy sao, nó kiểu nó nhịp sao, nó xấu quá. Nó rắc rồi trên này là mới tinh hết rồi. Hệ thống chi nhớt nè. Đó, chi nhớt này là tay lái rồi mọi người. Đó. Máy cực kỳ là mới luôn, rất là mới. Bốn máy turbo. Rất là mạnh nha, 95 HP mà hai cầu. Trong cái tầm giá nó cũng cực kỳ là dễ tiếp cận nha mọi người. Đó, nếu mà cái công suất 95 HP mà được cái thương hiệu là thương hiệu Isaki, nhưng mà sử dụng cái hệ động cơ hộp số là Maxay, thì mọi người thấy cái dòng nó cực kỳ là tốt, thì cái người ta mới mua cái bản quyền. Đó, mua cái bản quyền để mà đặt một cái tem, đặt một cái mẫu mã, nó mặt nạ nó hơi khác một tí xíu. Và cái màu sơn nó khác, cái màu xanh với màu đỏ thôi mọi người. Đó, rồi nó rất là giống với giống hết 90%, chỉ khác là cái cầu thôi nha. Cầu trước là cầu nhông, còn cái kia là cầu hành tinh. Đó, kiểu là nó như vậy thôi. Đó, hệ thống gầu xúc chia nè, gầu chỉnh bằng điện nha, gầu điện, gầu chia điện trong kia, và có thể sử dụng cơ trực tiếp ở đây, có thể chuyển đổi từ điện qua cơ được hết nha mọi người. Rất là dễ xài. Đó, 4 máy turbo, công suất cực kỳ là lớn luôn nha. 4 máy. Hệ thống bên trong này nó hơi ướt, với lại để ban ngày mình sẽ chụp hình, hoặc là mọi người nào có cần thiết thì mình sẽ chụp hình, mình quay cận cảnh rõ ở bên trong cho mọi người xem nha.
rất là mới nha mọi người. Đó, hệ thống ben điện thì cũng có thể là chuyển cơ được nha quý anh chị nha. Hệ thống ben điện là nó sử dụng bằng hai kích, kích mở nhất mở bằng hai cái KT này chống đẩy nha, có thể đi cày đồ dàn 3, dàn 4 rồi rất là lực luôn nha mọi người, chạy rất là lực. Đó, đùi đồ, hộp số rồi người quay buổi sáng thì cực kỳ là đẹp luôn. Người nhìn vô là cái xe nó mới, kiểu nó mới nha mọi người. Nó có một cái hồn gì đó rất là đẹp. Đó, bên này thì nó sẽ có một cái ghế phụ. Cái ghế phụ này để cho mình chở con cái hoặc là vợ con gì đó đi chơi nha. Đây nó có ghế phụ, mai mình sẽ bọc lại, bọc cái ghế lại. Còn cái nỉ này còn rin của nó mình sẽ tháo ra, mình giặt sạch sẽ, mình phơi lại nha mọi người. Nó trần đồ là mình sẽ rửa ráy sạch sẽ lại hết toàn bộ. Rồi, cho nó dễ hiểu nha. Đó, ghế này thì mở cực kỳ là dễ. Đó, nó có những cái chấu ở bên dưới. Đó. Rất là đẹp. Nãy giờ bên trong sàn đồ mình sẽ rửa lại sạch sẽ hết và để cho mọi người dễ. Và cái điều quan trọng nhất ở trong cái video này thì mọi người đang phân vân là cái tầm tiền, tầm giá của nó thì nó sẽ khoảng bao nhiêu tiền để có thể sở hữu được em nó, đúng không? Thì con này nếu quý anh chị lấy nguyên cái cùm lê, đây em sẽ lấy nét lại nha, nó bị mất nét rồi. Nguyên cái cùm lê gầu xúc của nó, gầu xúc ha, gầu xúc rin theo xe và hỗ trợ cũng như là dọn dẹp lại và bảo dưỡng hết nha, gọi là bảo dưỡng hết. Bảo dưỡng hết thì nó đâu đó nó khoảng cầu xúc và khoảng tầm 3x nhỏ một tí xíu nha. Đó, tại vì con này là hệ thống lớp, thông số lớp trước lớp sau là rin của nó hết rồi. Nó vỏ mập theo xe rồi, vỏ đẹp, không bàn về vỏ lớp nữa rồi. Chỉ bàn về thay nhớt nhau, bảo dưỡng lại và sơn dặm lại, hay là hoặc là muốn sơn mới hoặc là chuyển đổi màu thì mình sẽ chuyển đổi nha mọi người. Đó, theo đúng cái nhu cầu và cái sở thích của mỗi người, hoặc là phong thủy mỗi người mỗi khác nhau. Đó, cực kỳ là đẹp luôn nha. Anh chị nào mà mình đang quan tâm tới cái sản phẩm công suất mà 95 HP hai cầu mà cực kỳ là đầm nha, xe chạy cực kỳ là đầm luôn và tốc độ của nó cực kỳ là nhanh, 40 km/h mọi người. Đó, mình test thử mình chạy cái tốc độ mình thấy rất là vượt trội hơn những cái dòng xe khác mà cùng công suất như vậy nha mọi người. Và cái kiểu là nó cũng hơi ngắn hơn so với những cái mẫu xe khác. Đó, cái phủ bì bánh sau của nó thì đâu đó nó khoảng tầm độ khoảng 1m9 nè, 1m9 phủ bì bánh sau. Và chiều dài của nó là khoảng 3m2, là chưa tính cái phần gầu xúc nha mọi người. Đó, chiều dài thân xe này nó khoảng 3m2, chiều cao là khoảng 3m5, đó là như vậy. Đó, chiều cao của nó là nó khoảng 3m, 2m8, 3m gì đó nha mọi người, mình nhầm là 3m5 nha. Dài là từ 3m2 đến 3m5, phủ bì bánh sau là 1m9. Bánh sau là còn có thể ra vô tùy theo cái sở thích nha, tại vì cái này nó còn hở, rất là hở nha mọi người. Đó, rất hở. Có cái thước ông đo thử, cái thước trên bàn này đo thử dùm cái bánh sau nữa anh ơi. Trên bàn nhỏ này, nhanh đi bàn nhỏ nè. À, vỏ sau là như mới, bốn cái vỏ là như mới nha. Đó, có ngay chỗ cửa này nó mục một xíu nha mọi người. Đây nè, tại vì nó dán băng keo từ đây qua đây nè, mình mới vừa lột ra thì mình thấy nó lủng. Đó, lủng thì mình sẽ giá lại. Rồi, mình sẽ đo luôn cho quý anh chị đỡ thắc mắc nha. Rồi, bao nhiêu? Rồi, 2m15. 2m15 hả? Dữ vậy? 2m15 luôn mọi người. 2m15 thì mỗi bên còn vô được 10-20. 20 thì 2m15 trừ 20 còn 1m95. Phủ bì đó nha. Mấy? 2m13. 2m13 thì còn khoảng 1m93, trừ đi 20 là thâu nó sát vào. Bánh trước là bao nhiêu đo giùm mà. Coi chiều dài thử đó ta. Chiều dài đây nè, đâu rồi? Đâu? Đây, xé bánh trước thử coi. Bánh trước là bao nhiêu là biết liền à. Mấy? 1m85 à? Mét 85 thì sau là mét 9 là đúng rồi. Chiều dài thử coi. Chiều dài là bao nhiêu? Hết thước hả? Chết phải 3 mét rồi, ngay đó là 3 mét rồi đúng không? 3 mét, cỡ 3 mét 2 đúng không? Rồi, đúng rồi. Cỡ đó, rồi, ok. Thì
con này nó đâu đó nó khoảng 3m3 và bánh sau nó khoảng thu lại được mét 9, hiện tại là 2m15 và bánh trước là 1m85. Nó chiều cao là khoảng 2m7, 2m8 nha mọi người. Trọng lượng của nó cả gầu sốt thì đâu đó nó khoảng tầm 4 tấn hơn nha. 4 tấn hơn, theo mình nghĩ là như vậy, 4 tấn hơn. Đó. Cực kỳ luôn nha mọi người, chạy rất là đầm nha. Anh chị nào đang quan tâm thì có thể liên hệ với số điện thoại 0966588517 nha. Đó, xe về cũng khá nhiều, những cái con xe này là mình đang dọn theo cái nhu cầu của khách và mình bảo dưỡng lại toàn bộ cho anh khách ở Phan Thiết nha. Đó. Đây là mấy con mình chưa có lên video. Hôm nay thấy con này nó quá tuyệt vời mình lên video trước. Còn những cái con này như làm mới lại thì mình sẽ lên clip sau. Mitsubishi GX530 thì mình sẽ lên video sau cho tất cả mọi người xem nha. Đó, và TA410. Đó, 5950 mình sẽ làm thêm qua cái dòng xe cuốc Yaris 135US nữa. Đó, con này là 7970. Đó, 7970. Đầy đủ hết nha quý anh chị nha. Rồi, và con M115 nữa chuẩn bị về nữa nha. Chị nào đang quan tâm thì liên hệ số điện thoại 0966588517 nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nè. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.